Giá đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin và Ether giảm mạnh trong phiên cuối tuần này khiến thị trường tiền điện tử bốc hơi gần 150 tỷ đô la Mỹ. Trong ngày 22 tháng 1, giá đồng Bitcoin tiếp tục kéo dài đa giảm trước đó xuống mức 34.042 đô la Mỹ một Bitcoin, giảm tới 50% so với thời điểm đồng tiền này đạt mức cao kỷ lục 69.000 đô la Mỹ một Bitcoin vào tháng 11 năm ngoái đồng ý giờ đồng tiền điện tử lớn thứ hai tính theo giá trị vốn hóa thị trường giảm khoảng 20% xuống mức 2.500 đô la Mỹ một ý giờ Một số chuyên gia cảnh báo rằng thị trường tiền điện tử có thể sớm đi đến sụt giảm khi các quy định giám sát siết chặt hơn và biến động giá dữ dội làm giảm triển vọng của đồng Bitcoin.